Tiếp tục thông tin về vụ tai nạn xe ô tô giường nằm chở hơn 30 hành khách lao xuống vực sâu tại tỉnh Kon Tum. Trung tâm Y tế huyện Đắk Lây cho biết trong số 10 người bị thương mà đơn vị tiếp nhận có 3 người ở trong tình trạng khá nặng, gồm tài xế Phan Nhật, 34 tuổi, hai hành khách là Nguyễn Đức Tuấn, 35 tuổi, Tôn Thất Trường Trinh, 53 tuổi. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Kon Tum, nguyên nhân ban đầu xác định tai nạn do tài xế không làm chủ được tốc độ xe khi tới khúc cua. Cơ quan chức năng chưa trích xuất giám sát hành trình nên chưa xác định được tốc độ xe thời điểm sự cố. Qua kiểm tra, tài xế không có nồng độ cồn, xe khách 43 chỗ, gồm 2 ngồi, 41 nằm, sản xuất vào năm 2012, còn hạn đăng kiểm đến ngày 22 tháng 4 năm 2024. Đoạn đường xe khách gặp nạn có địa hình quanh co, hiểm trở và nhiều đồi dốc. Thưa quý vị, Công an thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn làm 2 người bị thương. Cụ thể, vào rạng sáng nay, tài xế Nguyễn Tấn Lực điều khiển xe đầu kéo đi trên quốc lộ 1, vượt qua ngã tư giao nhau với tỉnh lộ 645 rồi đảo hướng lái sang phần đường bên trái và phạm với 4 ô tô và một xe máy đang dừng đèn đỏ theo hướng ngược chiều. Hậu quả, 2 người đi trên xe máy bị thương, 4 ô tô hư hỏng, còn xe đầu kéo tông sập một đoạn lan can thép rồi lật nghiêng. Vụ tai nạn cũng làm kẹt xe cục bộ, lực lượng chức năng đã đến hiện trường để điều tiết giao thông. Kết quả kiểm tra nhanh đối với tài xế Lực không phát hiện nồng độ cồn hoặc chất ma túy. Nguyên nhân của vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ. Thưa quý vị, thống kê của Trung tâm Điều hành Sân bay Tân Sơn Nhất từ 0 giờ ngày mùng 1 cho đến 16 giờ ngày mùng 3 tháng 2, tức là 22 cho đến 24 tháng Chạp, sân bay đã khai thác hơn 1.100 chuyến. Trong số này có 659 chuyến bị chậm giờ, chiếm gần 60%. Hai hãng có số chuyến bị chậm nhiều nhất là Vietjet Air với 257 chuyến, chiếm hơn 74% tổng số chuyến khai thác của hãng. Vietnam Airlines cũng có 209 chuyến, chiếm hơn 59%. Đây là hai hãng có tỷ lệ khai thác lớn nhất. Cùng với trễ giờ, 3 ngày qua có 40 chuyến máy bay bị hủy vì thời tiết, chiếm 3,63%. Tình trạng chuyến bay bị delay nhiều xảy ra từ hôm 1 tháng 2 do sương mù ở các tỉnh phía Bắc, khiến nhiều máy bay không thể cất cánh, hạ cánh đúng giờ. Việc này ảnh hưởng dây chuyền đến thời gian khởi hành giữa các sân bay. Ngày hôm nay, lượng khách qua Tân Sơn Nhất dự kiến tương đương với hôm qua khoảng 128.000 người, quốc nội với khoảng 303 chuyến, chở khoảng hơn 60.000 khách. Thưa quý vị, sau 48 giờ gây án, đối tượng gây ra vụ cướp tài sản tại một ngân hàng thuộc phường Thu Thủy, thị xã Cửa Lò vào ngày 1 tháng 2 năm 2024 đã bị lực lượng công an tỉnh Nghệ An bắt giữ. Đối tượng bị bắt là Đình Khương Linh, trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 1 tháng 2 năm 2024, đối tượng này đã táo tợn xông vào phòng giao dịch của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam trên địa bàn thị xã Cửa Lò, Nghệ An, sử dụng hung khí đe dọa, uy hiếp nhân viên và cướp số tiền 46 triệu đồng, sau đó nhanh chóng bỏ trốn. Lực lượng công an đã thu giữ các vật chứng liên quan gồm một xe mô tô màu đen là phương tiện đối tượng dùng để di chuyển khi thực hiện hành vi phạm tội, một bộ quần áo đối tượng mặc lúc gây án và một số tang vật khác. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do tham gia đánh bạc trên mạng, nợ nần túng quẫn nên đã gây án cướp ngân hàng táo tợn nói trên để lấy tiền trả nợ. Được biết, đây là đối tượng đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, Hội đồng Tiền lương Quốc gia vừa chính thức khuyến nghị với Chính phủ xem xét điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng năm 2024. Mức tăng được Hội đồng đề xuất là 6%, tương ứng tăng từ 200.000 đồng đến 280.000 đồng. Cụ thể, vùng 1 tăng từ 4,68 triệu đồng một tháng lên 4,96 triệu đồng một tháng, tức là tăng thêm 280.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4,16 triệu đồng một tháng lên 4,41 triệu đồng một tháng, tương đương với tăng 250.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 3,64 triệu đồng một tháng lên 3,86 triệu đồng một tháng, tức là tăng 220.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3,25 triệu đồng một tháng lên 3,45 triệu đồng một tháng, tăng 200.000 đồng. Đối với lương tối thiểu giờ, Hội đồng cũng thống nhất tăng tương ứng 6%, tương ứng với tăng từ 16.600 đồng đến 23.800 đồng so với quy định hiện hành. Thời điểm tăng được Hội đồng đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, đồng bộ với chủ trương của Đảng về thời điểm thực hiện cải cách từng tiền lương khu vực nhà nước, bảo đảm thời gian để doanh nghiệp chuẩn bị phương án, nguồn lực để thực hiện.
Thưa quý vị, các di tích thuộc quần thể di tích cố đô Huế sẽ mở cửa miễn phí phục vụ khách tham quan trong 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3 Tết. Cụ thể, tại Đại Nội Huế, ngoài việc mở cửa miễn phí trong 3 ngày Tết cổ truyền dân tộc, đây còn là điểm kết hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và các trò chơi dân gian khác tại quảng trường Ngọ Môn để thu hút người dân trong vùng và du khách đến tham quan. Chủ trương miễn vé tham quan di tích của tỉnh Thừa Thiên Huế trong các ngày Tết âm lịch đã nhận được sự đồng thuận và phấn khởi từ phía người dân và được tiếp tục duy trì hàng năm. Các hoạt động trong Hoàng cung Huế trong 3 ngày Tết dù phục vụ miễn phí nhưng chất lượng hoạt động tăng lên nhằm tạo cho du khách đến trải nghiệm có thể vui chơi, thấy được hình ảnh của Tết xưa. Thưa quý vị, đây là thời điểm mà nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao để chuẩn bị cho dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Tổng cục Quản lý Thị trường đã ban hành kế hoạch số 09 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Từ đó, lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường công tác đảm bảo thông suốt, ổn định thị trường và quyền lợi của người tiêu dùng. Để hiểu rõ hơn, mời quý vị cùng đến với cuộc trò chuyện của phóng viên chương trình, ông Kiều Đình Cảnh, đội trưởng đội quản lý thị trường số 12, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội. Đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, có thể nói đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm khi mà nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao dịp trước Tết Nguyên đán. Và Tổng cục Quản lý Thị trường cũng đã ban hành kế hoạch số 09 về cao điểm chống hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đội Quản lý Thị trường số 12, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội đã có những nhiệm vụ và có những giải pháp chủ đạo nào để có thể thực hiện được kế hoạch số 09? Đội Quản lý Thị trường số 12, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, căn cứ sự chỉ đạo của Tổng cục Quản lý Thị trường, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo 389 quận Thanh Xuân, ngay khi bước vào cao điểm thì chúng tôi đã tiến hành liệt kê các cái đối tượng kinh doanh có cái dấu hiệu hàng hóa nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm. Từ đó có cái kế hoạch tập trung đấu tranh và chú trọng vào những cái nhóm hàng, ngành hàng có cái lợi nhuận, cái tỷ lệ có vi phạm dấu hiệu cao, ví dụ như hàng điện tử, điện lạnh, những mặt hàng thời trang, những mặt hàng liên quan đến thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, lương thực thực phẩm trên địa bàn quận Thanh Xuân. Lựa chọn vào các cái đối tượng, các cái cửa hàng có những cái tuyến phố xuyên tâm để từ đó đấu tranh những cái việc hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Hiện nay thì phương thức livestream trên các nền tảng mạng xã hội đang trở nên vô cùng phổ biến. Người tiêu dùng thì rất là khó để có thể làm thế nào kiểm tra được chất lượng hàng hóa cũng như là nguồn gốc xuất xứ và ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên trong khoảng thời gian gần đây thì cái hiện tượng livestream đó nó không những có dấu hiệu giảm đi mà còn ngày càng nóng hơn. Vậy thì theo ông đâu là thách thức mà lực lượng quản lý thị trường đang gặp phải? Hiện nay livestream qua mạng xã hội nó đã trở thành một cái xu thế phổ biến trong cái lĩnh vực kinh doanh. Thách thức cho lực lượng quản lý thị trường thì đây nó là một cái hành vi cũng khó phát hiện, dễ xóa dấu vết và kinh doanh trên các cái nền tảng mạng xã hội khác nhau. Hàng hóa thì từ các cái loại hàng hóa có giá trị thấp đến các mặt hàng cao cấp đều được bày bán trên mạng xã hội. Khi mà đưa lên cái thông tin ở trên mạng xã hội thì các đối tượng thường đưa những hình ảnh là hàng thật, nhưng khi giao hàng đến cho khách hàng thì cá biệt và cũng rất nhiều những cái hàng hóa có cái dấu hiệu là hàng giả, hàng nhập lậu và hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thì ngoài ra thì cái việc buôn bán đấy thì các cái đối tượng lại không có kho, hoặc là kho ở nhiều tỉnh thành, nhiều địa điểm. Điều này cũng làm khó cho công tác kiểm tra kiểm soát. Chúng tôi cũng đã kiểm tra và phát hiện một số các cái đối tượng livestream bán hàng qua mạng xã hội còn sử dụng các cái văn phòng cho thuê cùng với cái địa điểm của những cái đơn vị chuyển phát nhanh. Đấy, từ đó thì hàng hóa được chuyển đến và chuyển đi rất dễ dàng thông qua các cái đơn vị vận chuyển. Ngoài ra thì những cái kho hàng thì được bố trí ở những cái nơi xa dân cư, không có người đi lại, gây khó khăn cho cái công tác kiểm tra kiểm soát. Và có thể nói bên cạnh việc là lực lượng quản lý thị trường liên tục nâng cấp chuyên môn nghiệp vụ để có thể đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng thì các đối tượng phạm pháp cũng liên tục nâng cấp cái thủ đoạn của mình ngày càng tinh vi hơn. Ông có thể chỉ ra những cái hình thức nào mà các đối tượng phạm pháp thường sử dụng để có thể trốn tránh được pháp luật và từ đó thì ảnh hưởng trực tiếp tới quyền lợi người tiêu dùng? Cái thủ đoạn của các đối tượng sử dụng thì ngày càng tinh vi.
Thứ nhất là trên cái tuyến đường không thì lợi dụng vào cái việc mà gửi hàng hóa là quà biếu, quà tặng thì các đối tượng thường sử dụng các hình thức trên trộn lẫn với hành lý cá nhân, sau đó hàng hóa được gom lại để bán ra ngoài thị trường. Trên cái tuyến đường bộ thì hàng hóa được thẩm lậu vào biên giới thông qua các cái phương tiện đường bộ như ô tô, sau đó thì được vận chuyển vào ban đêm đến các cái địa bàn giáp danh của thành phố Hà Nội. Hàng hóa được chia nhỏ rồi đưa đến các cái cửa hàng, rồi vừa là các cái điểm tập kết hàng hóa để làm cho cái công tác kiểm tra kiểm soát rất là khó khăn. Ngoài ra thì cái việc lợi dụng những cái chính sách về hóa đơn chứng từ thì các đối tượng cũng đã sử dụng những cái phương pháp để quay vòng hóa đơn chứng từ. Điều này cũng làm khó cho công tác kiểm tra kiểm soát thị trường. Thì trong cái nội địa thì khi đó thì hàng hóa được cất giấu chia nhỏ tại nhiều địa điểm kinh doanh. Cái việc này thì cũng là hết sức khó khăn trong cái công tác kiểm tra kiểm soát. Vậy thì người tiêu dùng cần phải làm gì để có thể bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, tránh mua phải hàng giả, hàng nhái hay là hàng kém chất lượng? Trước mắt trong cái dịp cao điểm, chúng tôi ưu tiên theo sự chỉ đạo của Tổng cục, của Cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội. Thứ nhất là phải ổn định được cái nguồn cung lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, không để xảy ra những cái tình trạng găm hàng, tăng giá, biến động về nguồn cung. Từ đó thì tạo ra cái sự ổn định cho người dân yên tâm đón Tết. Trong đó thì có những cái mặt hàng quan trọng như là xăng dầu, lương thực, thực phẩm. Chúng tôi tập trung cao điểm vào các cái đối tượng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm, từ đó để kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong khoảng thời gian tới thì đội quản lý thị trường số 12 của quản lý thị trường thành phố Hà Nội có những kế hoạch hay là nhiệm vụ trọng tâm nào để có thể đảm bảo được thông suốt thị trường, cùng với đó là chống buôn lậu, hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại, thưa ông? Trước mắt trong cái dịp cao điểm, chúng tôi ưu tiên theo sự chỉ đạo của Tổng cục, của Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội. Thứ nhất là phải ổn định được cái nguồn cung lương thực, thực phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội, không để xảy ra những cái tình trạng găm hàng, tăng giá, biến động về nguồn cung. Từ đó thì tạo ra cái sự ổn định cho người dân yên tâm đón Tết. Trong đó thì có những cái mặt hàng quan trọng như là xăng dầu, lương thực, thực phẩm. Chúng tôi tập trung cao điểm vào các cái đối tượng kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm về an toàn thực phẩm, từ đó để kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.